Hi, xin chào tất cả mọi người. Và chiều tối hôm nay nhà Hai sẽ ăn bào nướng. Cho nên chọn nào thì anh sơ chế nào mọi người. Nhà cùng coi anh thanh niên sơ chế nào nha. First we must, oh yeah. First we must do what first? At the oyster, I've never done this before, but from what I'm looking at, is that you need to pay attention to where the oyster is. So, right here, if you go along this groove, right, you could just get a butter knife or whatever. You could go along this groove, and then you could see the mouth of the oyster right there, and you could see where it's where it's grabbing, opens and close. So people were telling me you need a shucker or whatever, because I was like, well, how do you get this open? So I don't have one, a shucker. Plus they also didn't have one where they were sold at. So I've been using a butter knife. So back here, you see the groove right there of the oyster right there. So what I'm gonna do, because the butter knife isn't that forceful, you get that groove in. Okay, you see the knife is in there, but you don't want to tear up the meat. But the butter knife is only so strong. So what I've been doing, of course, some ingenuity or whatnot. So I got my butter knife in there, get the back of a screwdriver, okay, and now you're in the oyster. There you go, there goes the oyster, to get some pressure. But you don't want to be butchering up your meat either, that you can put on the barbecue pit. Okay, so then let me go. Okay, so right here you follow the mouth. Oh, there you go. You got your oyster open. And then now you could pass it on to a friend or your wife or girlfriend, and they could finish opening up and then clean, cut out the meat and leave it on the half shell so you could barbecue it. So there you go. Open. Yeah. So then, there you go. Ok. Là vừa rồi anh thanh niên đã chỉ hướng dẫn cho mọi người cách mở cái con hàm này ra đó mọi người. Đó, anh thanh niên mới vừa chỉ cho mọi người đó. Thì anh nói là nguyên cái con hàm như vậy thì mình sẽ bỏ con dao vô ngay chỗ này nè. Đừng có tìm chỗ này mà bỏ. Cắm con dao vô chỗ này rồi lấy đồ nặng nó gõ khi con dao nó đã lút vào trong tí xíu rồi thì mình bắt đầu từ cái mối đó mình tách nguyên con ra thì nó cũng đơn giản. Và từ đầu anh Na không biết, anh Na cứ tìm cái chỗ này mà không thể nào nhét cái dao vô được hết, cho nên anh thanh niên anh tìm hồi cái giờ anh biết, cho nên anh chỉ chia sẻ cái cách mở cái oyster này với mọi người nè. Đó, vẫn giữ được nguyên con, không bị rách mẻ gì hết. Thì bây giờ chúng ta khui hết cái vỏ này rồi, bắt đầu chúng ta đi nướng nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Wow, really nice. Wow, mọi người ơi, thấy gì đây không? Một mâm oyster. Wow, look at that. Và bây giờ chồng anh sẽ nướng nha. Anh thanh niên đang bỏ từng con oyster vào. Xong rồi nướng, xong rồi cái mình bỏ cheese lên, gấp ra mâm rồi ăn thôi. Barbecue weekend. Yeah. À, mọi người thấy không? Oh, where's the những con oyster nó đang sôi ục ục rồi nè. Đó, giờ anh chuẩn bị bỏ
cheese vào. Ngon ha mọi người ha. Rồi trên kia là tôm Anna ướp rồi, Anna bỏ vô cái xiên. Ngon quá thì thôi. Ôi trời ơi trời, chị sao nói. Anh em đang bỏ chi vào đó các bạn. Nên mình cho quá trời chi luôn các bạn ơi. Ok. The cheese melts. Take them off. Okay. Yeah. Giờ anh Ninh đang lấy ra. Hào nướng phô mai. Anh ơi, Ninh nhà anh nướng đồ kỹ. Anh sợ đau bụng. Open the door, it's hot, it's hot. Tiếp theo là một em cá nướng. Yeah. Wow, mọi người ơi, mâm oyster nướng với lại tôm nướng của vợ chồng Anna đã sẵn sàng để mà chiến đấu đây. Hello. Hello everyone. Hi, xin chào tất cả mọi người. Và mọi người ơi, hôm nay Anna với chồng Anna là nướng con oyster đó, xong rồi ăn tại bếp luôn cho nó nóng. Chứ giờ mà dọn dọn ra nữa nó nguội. Đây là cái món oyster của anh nào chồng anh ha. Honey, cái này biết chưa? Yeah, 1, 2. Ok. Rồi, bây giờ anh mời cả nhà cùng ăn oyster nướng với tôm cùng với vợ chồng anh ha nha. Thì cái món này không thể thiếu. No tay. Không thể thiếu nước thiếu chanh. I have the Corona. Oh, you took the hotels off or what? No. Yes. I took all. Mmm, tastes good. Yeah. The charcoal. The charcoal good, huh? Mm-hmm. You like, honey? Uh-huh. Yeah. You cook good, that's why. Oh, like. Thank you. Mmm. Good, right? Yeah, what did you use? Garlic. I love garlic. Mm. Garlic works on anything. Ngon mọi người, tôm. Tôm nữa. Ngon tuyệt vời hả? Now we try the oyster, okay honey? Yeah. Shit, but it was fried. Ooh, it's hot. Well, you know what I mean? You put a little sauce on here because the shells are still hot from the grill. On top of the cheese. That's a big one, huh? I know. Let me try this. So, ngon mọi người. So we put a little cheese, lime. Mm. Oh, let me use some of this. Put a little lime. Oh, I still have here. Oh, you have some more? Yeah. Put a little lime juice on the oyster with cheese. Okay, so here it goes. Look. I'm gonna try. Anh Thanh Niên lần đầu ăn oyster đó mọi người. Anh sợ thôi, mấy cái hải sản sợ đau bụng á. Người từ lúc mà cưới anh đang là vợ. Tastes pretty good. Yeah, you see? Not too bad, right? Not bad at all. Mm-hmm. Make sure you clean them well. And cook well, right? Yeah. You cook very, very well. Of course, you don't want to get sick with seafood or shellfish, so you gotta make sure they're cooked all the way. I know. I will eat raw. Ooh. Anh nói là anh sẽ ăn sống. Chồng anh kêu dạ anh ăn nha. Nóng quá mọi người. Anh Thanh đi bắt đầu thích rồi á. Con oyster này có thích chăm vậy? Chấm với muối.